chicken. Tôi cần đi cả nắng chiều, phía họng hô vào con số mai con chưa hoàn thành vào cánh chiều. Ngồi cạnh nhau trên đời họ thọ mùi vị phong hoa. Chân trời hiện rõ và anh kia tay anh nghe đôi thị chẳng xa. Tháng 11 và trong hai con chị có đôi khi mình gặp gặp. Gửi tặng em vài bé thơ xót, tôi yên tin là sắc mộng. Nếu người yêu nhau mà luôn kề nhau thì có lẽ điều đó là quá chị. Nên anh chọn cách đọc vì nắng chia đôi ta trở thành cá thể. Tháng 12 là hẹn hiểu tiết trời hay nắng cháy. Một khoảng cách anh được ngồi cùng em ở trên chiếc xe gắn máy. Còn đang hát những câu hát cùng em đi thật xa. Quay đường xe vui mình bắt bay chim hót vang một hoài. Anh còn nhớ có lúc tự chân ta không sẵn duyên. Ta tìm thấy tìm tự đồng ở phía bên trong anh kim. Anh tìm kiếm chỗ ngay đầu thì chung cửa vang lên. Và các bạn có lá thơ mà bằng lá là cho mình không ạ? Lá to rồi, lá to các bạn ơi. Các bạn có thể cho mình một tràng pháo tay cho Hương đi mà các bạn có thể không ạ? Cảm ơn các bạn.